Hello anh em nha. Nhìn qua nhìn lại trên đường phố Sài Gòn, mình thấy vẫn còn khá nhiều người đi xe máy, trong đó cũng có mình. Cũng có thể là văn hóa, cũng có thể là thói quen đi lại, tính đến tiện lợi, nên xe máy vẫn luôn là phương tiện chính của mọi người. Mình cũng thích thế, cần là dắt xe ra và nổ máy chạy đi. Đi xong thì dắt vô và để vào một góc. Những quy hoạch tương lai về phương tiện công cộng mình nghĩ chắc cũng còn rất lâu, lâu lắm thì mình mới bỏ phương tiện cá nhân mà sử dụng phương tiện công cộng để đi lại. Thôi tăng lại một chút, bên lề một chút nhé. Hôm nay mình review con xe quay của mình như thế nào sau 4 năm sử dụng nhé. Nhìn đồng hồ xe, tôi thấy đây là đồng hồ chính cơ, đây là kim báo xăng, đây là đồng báo số, đây là cái logo Honda. Xe xài công tắc cực kỳ đơn giản, khóa mở. Xe xài capo Rossi, đồ chính hãng, cũng là nguyên thủy của nó. Nhìn cái tem này, tem quay S rồi, tem zin rồi. Đây vẫn còn đời nhà hàng là 7 tới giờ. Quay là một trong những dòng xe phổ biến ở Việt Nam. Ở thị trường Việt Nam á, có nhiều loại xe quay như quay Alpha, quay RS, quay S, vân vân. Ở đây chúng ta nhận xét đánh giá tổng thể về chiếc Quay S110 đời 2009, xem chất lượng như thế nào sau 10 năm sử dụng nhé. Cái màu sơn, cái dàn mũ, còn gọi là dàn áo, nó còn nguyên vẹn hay không, nó có bị bể hay không, đồng hồ xe là như thế nào, tiếng nổ êm hay không, bộ xe có một hay không. Ở đây chúng ta lượt sơ qua về chiếc xe Quay S. Thì đây là mẫu xe quay cuối cùng có mặt ở Việt Nam, đó chính là chiếc Quay S. Với mẫu xe này được thiết kế khá là hiện đại cùng thể thao. Phần yến xe được thiết Honda thiết kế lại với họa tiết là 3D, được phân phối màu tinh tế. Trong khi đó, thân xe cũng được thiết kế nhỏ gọn để phù hợp với vóc dáng và điều kiện đường phố ở Việt Nam. Về động cơ, mẫu xe này được trang bị động cơ 4 kỳ 110cc làm mát bằng không khí cho công suất 8.1 mã lực tại 7.500 vòng một phút và mô men xoắn là 8.67 Nm tại 5.500 vòng trên một phút. Xe được thiết kế cho phù hợp với điều kiện khí thải Euro 3. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Đây là chiếc xe Quay S, chiếc xe gắn liền với tất cả hầu hết những người dân Việt Nam, gần như rất là phổ thông. Đây là review cho anh em xem nha. Thank you.
xe sử dụng phụ hơi phụ. Đây. Phụ kim theo xe, đây là cái đầm, đây là thắng, thắng đầm, đây là dây thắng nè, còn đây là dây cầm tơ mét nè. Điện xe dài cặp bửng bửng zin phai mờ theo năm tháng thôi. Trên đây có hai con ốc, ốc này ngày xưa người ta thường lắp một cái rổ để đây cho mấy bà mấy chị đi chợ, bây giờ chắc không còn đâu. Còn đây là đèn, đèn Halloween, sau khi dùng đèn Halloween thì phải. Đây là sinh nhan phải, đây là sinh nhan trái, xe vẫn tập kiến xe, đồng hồ là đồng hồ cơ, đây là đèn báo số nè, 1, 2, 3, 4, sinh nhan phải, logo Honda, đây là kim báo xăng, pha cốt, đèn pha cốt nè. Chế độ lo máy thử cho anh em nghe nhé, tiếng bồ xe quay như thế nào.